những vụ mất tích tập thể bí ẩn trong lịch sử quân sự thế giới. Một đội quân với hàng nghìn binh lính đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Đây được coi là hiện tượng bí ẩn nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Họ biến đi trước mắt mọi người, nhiều cuộc tìm kiếm bí mật và công khai được triển khai, nhưng đều thất bại. Vụ mất tích tập thể kỳ lạ nhất của một đội quân Anh xảy ra vào thời kỳ Chiến tranh Thế giới 1 năm 1915. Hơn 500 lính Anh được lệnh cơ động lên một ngọn núi cao của Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc này, vùng trời phía trên trận địa cùng đội quân này vẫn rất sáng và ít mây. Thế nhưng trên ngọn núi mà đội quân phải hành quân lên lại có một lớp sương mù màu xám dày đặc. Khi đội quân càng lúc càng lên cao thì cũng là lúc họ chìm dần vào trong màn sương. Và khi người lính cuối cùng khuất hẳn vào màn sương thì cũng là lúc một chuyện ly kỳ xảy ra. Toàn bộ đội quân hơn 800 người đã mất tích, không để lại dấu vết. Người ta không thấy bất kỳ người lính nào bước ra khỏi đám sương mù đó. Từng ngọn cây, bụi rậm trên đỉnh núi đều có thể nhìn rõ, nhưng hẳn một đội quân 800 người mất tích hoàn toàn. Khi đó, 22 người lính của New Zealand đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng bí hiểm này, bởi khi đó họ đang làm nhiệm vụ canh gác trên một ngọn đồi nhỏ khác cách đó khoảng 60 mét. Nghe được tin, quân đội Anh đã tổ chức kế hoạch tìm kiếm bí mật và quy mô, nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện duy nhất. Cũng trong Thế chiến thứ nhất, một đội quân của Pháp cũng gặp phải hiện tượng kỳ bí tương tự. Lúc đó, hai trại lính của Pháp với quân số lên tới hàng mấy trăm người đang đóng quân trên ngọn đồi Maden cũng đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Quân đội Pháp cũng đã cử một lực lượng lớn để tìm kiếm, nhưng rồi phải trở về tay không. Hơn 60 năm trước, quân đội Trung Quốc cũng từng gặp phải trường hợp kỳ lạ này trong cuộc chiến với Nhật năm 1937. Có một đội quân làm nhiệm vụ cảnh giới địch phía bên sườn đề phòng quân Nhật bất ngờ ập đến chia cắt đội hình, nên trong suốt cuộc chiến, đội quân này không hề tham chiến. Khi chiến dịch phòng ngự thất bại, để bảo toàn lực lượng, đội quân hơn 3.000 người được lệnh rút về núi Thanh Long, phía đông thành Nam Kinh. Nhưng khi họ tiến vào Thanh Long thì không còn ai thấy một người lính nào trong đội quân nói trên nữa. Vào năm 1939, khi tổng kết tình hình chiến sự, Tổng bộ quân Quốc dân Đảng đã phát hiện ra sự kiện kỳ lạ về đội quân này. Họ cho rằng đội quân đã mất tích và phải ghi vào hồ sơ lưu trữ. Tổng bộ Quốc dân Đảng đã từng thành lập một tổ điều tra liên hợp nhằm làm rõ về vụ mất tích, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để khám phá những câu chuyện kỳ thú.